Mở đầu là hình ảnh hai nam sinh đang lén lút làm gì đó. Nam sinh phía sau khuyên nam sinh đeo kính đừng làm chuyện dại dột như vậy. Nếu không thì cậu ấy có thể bị chặt ra từng mảnh đấy. Nam sinh đeo kính không thèm nghe lời khuyên của bạn mình. Cậu ấy vẫn cố chấp muốn làm chuyện đó. Lúc này từ xa có ba đứa học sinh đi tới. Người đi đầu là Kim Su, 18 tuổi, học lớp trên. Và nơi này chính là ngôi trường Demi-yong. Người lớn nói rằng đến trường để học tập và tiếp thu nhiều cái tốt. Trường học được khắc sâu trong trí nhớ mọi người như là một nơi để giáo dục học sinh trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thực chất trường học luôn đầy rẫy mùi bạo lực và tội phạm. Kim Su rất giỏi đánh nhau, cậu ta không khác gì một tên xã hội đen ở trường học cả. Hôm nay Nam Ji-i sẽ cho Kim Su một bài học để cậu ta hoàn lương hơn. Lúc này cậu ấy đã đứng trước cửa lớp của Kim Su. Nơi đây đã quá quen thuộc với những người khác. Tất cả học sinh trong lớp này đều tuân theo cái gọi là luật giang hồ. Đó là vai xã hội đen đại diện cho niềm tự hào của họ. Vì thế khi Ji-i cố tình đụng vào vai của Kim Su, cậu ta đã vô cùng tức giận. Kim Su giơ tay lên và tát cho Nam Ji-i một phát. Không ngờ cậu ấy lại nghiêng người qua né được. Ji-i vỗ vai Kim Su xin lỗi rồi nói rằng mình chỉ vô tình thôi. Bạn của Kim Su không muốn gặp rắc rối liền kéo Kim Su rời đi. Nhưng cậu ta không những không chịu đi mà còn lao tới muốn đấm cho Ji-i một phát. Lần này Ji-i lại né được. Kim Su sững sờ không tin thằng này lại né được cú đấm của mình tận hai lần. Cậu ta tiếp tục giơ nắm đấm nhào tới nhưng Ji-i đã chặn nắm đấm của cậu ta lại. Ji-i rất ghét những đứa chỉ biết dùng nắm đấm thay vì nói chuyện tử tế với người khác như vậy. Lần này là đến lượt Ji-i tung nắm đấm tới. Hai đứa bạn của Kim Su thấy bạn mình bị đánh thì lao đến muốn đấm Ji-i. Thế là Ji-i tiện thể xử lý hai đứa đó luôn. Kim Su bị đánh xịt máu mồm lúc này lồng cồm bò dậy. Cậu ta lại muốn đấm Ji-i tiếp nhưng không ngờ lại đấm hụt. Ji-i nhân cơ hội đấm cho Kim Su một cú trời giáng rồi nhanh chóng ôm người cậu ta lên đập mạnh xuống đất. Mấy đứa học sinh kéo đến xem ai nấy cũng sững sờ. Quay lại vài tháng trước, một chàng trai đeo máy thở đang nằm trên giường. Cậu ấy cảm thấy cả người đau nhức và vô cùng khó thở. Trong trí nhớ của chàng trai hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ, một đám người đang rượt đuổi với nhau. Nam Ji-i đang đứng kế bên một người nhưng người này lại không thấy rõ mặt. Cánh cửa trước mặt vẫn đóng chặt, cậu ấy tự hỏi tại sao những tên khốn đó lại không vào. Lúc này cánh cửa đột nhiên được mở ra, một đám côn đồ từ bên ngoài xông vào. Hóa ra bọn chúng đang đi tìm Ji-i, sau đó Ji-i một mình lao tới đánh với đám người cầm vũ khí trên tay. Một lát sau đầu của cậu ấy đã đổ máu. Trong lúc Ji-i đang gọi điện cho ai đó thì bị bắn vào bụng. Một bóng người với đôi mắt phát sáng đang từ từ tiến về phía Ji-i. Cậu ấy choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lại là giấc mơ đó. Nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ji-i quá mệt mỏi với việc mơ thấy bản thân bị bắn xong lại phải thức dậy. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi cậu ấy thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu đó. Quay lại một năm trước, một buổi sáng như thường lệ Ji-i lại trễ học. Cậu ấy vừa vội vàng đeo cặp vừa trách mẹ không kêu mình dậy. Mẹ Ji-i thấy con trai lại quên mang theo thuốc thì bực bội đánh cho cậu ấy mấy cái. Ji-i mắc bệnh tim mãn tính nên mỗi ngày đi học phải mang theo thuốc phòng hờ. Hôm nay là một ngày nắng ấm, ánh nắng rực rỡ giống như sự hào hứng trong lòng Ji-i khi đón chào năm học mới. Cậu ấy đã từng hy vọng rằng những năm tháng cấp 3 của mình sẽ tuyệt vời như bầu trời ngày hôm đó. Ngày đầu tiên đi học Ji-i đã đến trễ, thầy giáo và các bạn đã đến đông đủ. Nhưng vì là ngày đầu tiên nên thầy giáo bỏ qua cho Ji-i. Sau đó cậu ấy đã tìm đại một chỗ cho mình rồi ngồi xuống. Bạn cùng bàn của Ji-i tên là Seo Ha-bin, có vẻ đây là một chàng trai nhút nhát. Bởi vì Ji-i chỉ mới chào hỏi thôi mà cậu ta đã toát mồ hôi hột. Sau khi thầy giáo giới thiệu và đi ra ngoài, một nam sinh người đầy mùi thuốc lá đi tới choàng vai bá cổ Ha-bin. Ji-i lập tức nhận ra tên này có mùi không được đàng hoàng. Quả nhiên sau đó tên này quay mặt qua nhìn Ji-i khiến cậu ấy vô cùng sợ hãi. Tên đó nhìn Ji-i rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó hắn tự giới thiệu mình là cha Seung Tak, bạn cùng lớp của Ji-i. Lát sau khi đi ra ngoài hắn đã gọi điện cho bạn mình là Giang Sang-hee. Lúc biết Seung Tak cùng lớp với Seo Ha-bin, Sang-hee đã kêu hắn cho mình mượn cái máy ATM đó một chút. Không lâu sau đã đến giờ ăn trưa, Ji-i mang theo khay cơm đi lấy đồ ăn. Chợt nhìn thấy Ha-bin đang ngồi ăn một mình nên Ji-i đến ngồi cùng. Nhưng Ji-i vừa ngồi xuống Ha-bin đã lập tức đứng lên. Trước khi rời đi cậu ta còn khuyên Ji-i sau này đừng cố tỏ ra thân thiện với mình. Nếu không Ji-i sẽ gặp rắc rối đó. Ha-bin bưng khay cơm đang đi thì Sang-hee đứng sau cây cột đột ngột đưa chân ra. Vì không chú ý nên Ha-bin bị vướng vào chân hắn và té xuống đất. Xui xẻo là thức ăn thừa đã dính lên áo của Seung Tak. Hắn ta tức giận nhìn chằm chằm Ha-bin dưới đất. Sau đó Seung Tak đấm cho Ha-bin một cái thật mạnh. Những học sinh khác trong nhà ăn cũng quay đầu ra nhìn. Ji-i thấy bạn cùng bàn bị đánh thê thảm như vậy liền đi tới ngăn cản. Không ngờ cậu ấy cũng bị Seung Tak đánh luôn.
Seung tác đá Ji một phát khiến cậu ấy bay ra xa vài mét. Sau khi dặn dò Ha-bin tuần sau nhớ mang phí giặt ủi đến cho mình thì Seung tác rời đi. Hắn không hề quan tâm đến Ji đang ngồi ôm tim dưới đất. Ha-bin cảm thấy vô cùng nhục nhã khi lần nữa lại bị đánh. Hơn nữa còn trước mặt gần trăm người thế này. Đám học sinh lúc này không ai dám nhìn thẳng Ha-bin, ai cũng bảo nhau mau chóng rời khỏi đây. Ji đứng dậy và kêu Ha-bin cùng mình vào nhà vệ sinh để lau sạch người. Đột nhiên bệnh tim của Ji tái phát, cậu ấy cảm thấy một cơn đau nhói ở tim. Ji không ngờ tên Seung Tak kia lại ra tay mạnh như vậy, có lẽ cậu ấy phải uống thuốc rồi. Trong lúc Ji đang đứng uống thuốc thì một nam sinh cao to xuất hiện kêu cậu ấy tránh ra. Ji nhìn người đó mà không thể tin được, đây mà là học sinh trung học đó sao? Không hiểu sao Ji có một điềm báo không lành về nam sinh này. Và Ji đã dự đoán đúng, nam sinh đó sẽ là mở đầu cho cơn bão sắp tới, cũng là sự bắt đầu cho mối quan hệ xấu số giữa hai người họ. Lúc này nam sinh đô con đó đã đến một lớp học, cậu ta hỏi ở đây ai là người mạnh nhất thì đi ra đánh nhau với mình. Tên áo đen thấy nam sinh nhìn chằm chằm thì nói nhìn gì đấy đấm cho phát sờ. Sau đó hắn đã bị nam sinh đô con đấm cho một phát. Chưa dừng lại ở đó, nam sinh đô con tiếp tục đi qua những lớp khác. Đứa nào lao đến cũng bị cậu ta đấm cho tơi tả. Cho dù là cân ba thì cậu ta cũng xử lý được nốt. Nam sinh đó không chừa một lớp nào cả, đi đến đâu cậu ta cũng đánh cho học sinh trong lớp đó bầm dập. Mấy đứa học sinh lớp khác hóng chuyện cũng chạy ra cầm điện thoại quay phim. Khi đến lớp 4, nam sinh đô còn gặp nam sinh tóc vàng tên là Bom Ho. Có vẻ Bom Ho này cũng là người có máu mặt trong trường. Rất nhanh hai người họ đã kéo nhau lên sân thượng để phân thắng bại. Nam sinh đô còn tên là Pyo Seong Jun, cậu ta tự xưng mình là người đứng đầu ở đây. Bom Ho không dài dòng lập tức giơ nắm đấm lao về phía Seong Jun. Seong Jun là người ra đòn trước nhưng Bom Ho né được, sau đó cậu ta đã đấm trả. Bom Ho biết tên này là kẻ chuyên dùng sức mạnh, nhưng cậu ta cũng không yếu kém gì. Sau đó Bom Ho đã đấm liên tục vào mặt Seong Jun và lật ngược tình thế. Lúc này trong đám đông có một nam sinh tên là Quân Ho Wang, cậu ta đang phân tích tình hình trước mặt. Seong Jun đang bị đánh nhiều hơn nên có vẻ cậu ta đang bị choáng ngợp. Ji đang nằm ngủ trong lớp thì nghe có đứa nói rằng có người đánh nhau trên sân thượng. Thấy mấy đứa học sinh khác vội chạy lên sân thượng nên Ji cũng đi theo. Lúc này ở trên sân thượng, Seong Jun đang bị Bom Ho đánh tới tấp. Ji cũng đã lên tới nơi, nhìn bóng lưng đó cậu ấy lập tức nhận ra đây là nam sinh mình gặp ở nhà ăn. Seong Jun bị Bom Ho đánh cho cả mặt đầy máu đang quỳ rạp dưới chân cậu ta. Nhân lúc Bom Ho đang đắc ý trên chiến thắng, Seong Jun nhanh chóng lao đến ôm lấy người cậu ta rồi vật ngã xuống đất. Bây giờ Seong Jun đang chiếm thế thượng phong và tung nắm đấm tới. Cú đấm của cậu ta phải nói là mạnh gấp đôi cú của Bom Ho lúc nãy. Chỉ một cú đấm đó đã khiến Bom Ho ngất luôn tại chỗ. Mấy đứa khác vội vây quanh hỏi cậu ta có sao không nhưng tiếc là Bom Ho đã mất ý thức. Ho Wang cảm thấy nam sinh tên Seong Jun này rất thú vị. Thậm chí cậu ta còn không thấy đau sau khi bị Bom Ho đấm cho mấy phát như thế. Rất nhanh đã hết một tuần học đầu tiên, lúc này Ji đang ở trong phòng vệ sinh thay đồ. Khi cởi áo ra trên người cậu ấy toàn là vết bầm tím do bị đánh. Seung Tak từ ngoài đi vào hét to tên Ji khiến cậu ấy giật mình. Hai đứa học sinh thấy Seung Tak đi vào liền vội chuồn đi trước. Ji đang ở trong phòng vệ sinh sợ hãi không dám lên tiếng. Không ngờ cuối cùng cậu ấy cũng bị Seung Tak phát hiện. Sau khi Ji thay đồng phục xong, Seung Tak đã lôi cậu ấy ra ngoài và tát cho một cái. Khi nghe Ji nói không mang tiền cho mình, Seung Tak lại đấm cậu ấy thêm phát nữa. Seung Tak nắm cổ áo Ji và yêu cầu cậu ấy bằng bất cứ giá nào cũng phải mang tiền đến. Ji đau đớn đến mức bật khóc không hiểu sao tên này lại đối xử với mình như vậy. Suốt một tuần vừa qua, Ji và Ha-bin luôn bị Seung Tak trêu chọc một cách quá đáng. Hắn chỉ xem hai người họ như một món đồ chơi để giao ai với bạn bè. Và rồi sau khi thấy Ji quỳ xuống như một con vật yếu đuối thì hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Ji và Ha-bin đã nhanh chóng trở thành những kẻ bị bắt nạt nổi tiếng trong trường. Mỗi lần bị Seung Tak đánh là hàng ngàn con mắt hướng về phía họ. Hai người không khác gì thú nhồi bông để thỏa mãn sự vui vẻ của Seung Tak cả. Thậm chí khi Ji vào nhà vệ sinh hắn cũng không tha. Hết đánh rồi đấm, tất cả đều chỉ để thỏa mãn thú vui biến thái của mình. Ji thực sự muốn chết ngay lúc này. Nhưng ý nghĩ muốn giết chết Seung Tak trong Ji còn mạnh mẽ hơn cả cái chết. Lúc này Ho Wang và đám bạn của cậu ta đi vào. Seung Tak nắm đầu Ji ngẩng lên để chào hỏi bọn họ. Trong đám đó, Ji đã nhìn thấy hai đứa học sinh đánh nhau trên sân thượng lần trước. Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà hai đứa đó lại đi cùng nhau và gia nhập băng nhóm của Ho Wang. Hóa ra tuần trước sau khi bị đánh thê thảm, Bom Ho không thể chấp nhận sự thật. Vì thế cậu ta đã đến tìm Seong Jun muốn đánh lại một trận nữa. Đúng lúc này Ho Wang mở cửa lớp đi vào. Cậu ta nói mình cũng muốn tham gia trận đánh nhau này.
thậm chí hai chọi một cũng được, cậu ta sẽ tiễn Bom Ho và xe ông Jun xuống mổ. Nghe được những lời phách lối như vậy, Bom Ho rất tức giận. Cậu ta liền tung cú đấm lao về phía Ho Wang, không ngờ bị Ho Wang chụp được tay và bẻ ngược ra sau. Tiếp đó Ho Wang đấm vào mạng sườn Bom Ho và knock out cậu ta bằng một cú đấm ngay mặt. Chuyện này đã náo động đến học sinh các lớp xung quanh. Lúc bọn nó tập trung đứng ngoài cửa lớp hóng hớt thì thấy Seong Jun từ bên trong bay ra. Mặt mũi cậu ta đầy máu còn thê thảm hơn so với lần trước. Có lẽ Seong Jun không biết từ ngày đầu tiên được nhận vào trường này, quân Ho Wang đã thống trị ngôi trường một cách hoàn hảo. Mọi người đều sợ hãi và không ai dám thách thức cậu ta. Ngay cả những đầu gấu khác trong trường cũng cố làm thân với Ho Wang. Đặc biệt là mấy tên khốn như cha Seung Tak và Giang Sang Hee, bọn nó luôn biết cách xu nịnh khi nhận thấy mình yếu thế hơn. Lúc này Ji Yi đang bị cả đám bao vây. Ho Wang lên tiếng kêu Seung Tak tha cho Ji Yi. Vì dù gì cậu ta cũng là một cái máy in tiền nên không thể làm quá đáng được. Cũng nhờ thế mà Ji Yi được thả về lớp. Hôm sau, Seung Tak và mấy đứa khác trụng đầu lại xem gì đó trên điện thoại. Hóa ra là hình của một nữ idol nào đó. Trùng hợp là cô gái ấy lại học chung lớp với Seung Tak. Ju So Ye, một cô gái xinh đẹp hoàn hảo sắp trở thành bạn cùng lớp với Ji Yi. Khi nhìn thấy cô ấy, Ji Yi bất giác đỏ mặt. Bên cạnh So Ye lúc nào cũng có cô bạn tên Cha Yu Ji đi theo bảo vệ. Bất cứ nam sinh nào có ý định tiếp cận So Ye đều bị cô ta gạt phăng đi. Mặc dù Ji Yi rất có thiện cảm với So Ye nhưng cậu ấy biết rằng người như mình sẽ không bao giờ với tới cô ấy. Đột nhiên Ji Yi bị thứ gì đó đập trúng đầu đau nhói. Hóa ra lại là Seung Tak ném quả bóng vào đầu Ji Yi. Thấy chưa đã, Seung Tak lại cầm quả bóng muốn ném về phía Ji Yi tiếp. Không ngờ nó lại trúng mặt So Ye khiến cô ấy bật ngửa ra sau. So Ye vô cùng tức giận yêu cầu Seung Tak xin lỗi. Như bị ăn trúng bùa mê thuốc lú gì, Seung Tak đỏ mặt xin lỗi cô ấy. Ai ngờ So Ye không muốn Seung Tak xin lỗi mình mà phải xin lỗi Ji Yi. Những lời này của So Ye khiến Seung Tak sững sờ. Duyên phận thật kỳ diệu, lúc 9 tuổi So Ye đã từng gặp Seung Tak. Trùng hợp hơn là cô ấy cũng bị Seung Tak ném bóng vào đầu như thế này. Sau đó Seung Tak không những không xin lỗi mà còn cùng đám bạn chọc ghẹo cô ấy. Lúc này cha Yu Ji xuất hiện và đánh đuổi bọn nó đi hết. Kể từ hôm đó trở đi, So Ye và Yu Ji ngày càng trở nên thân thiết. Còn cha Seung Tak thì càng lớn càng lầm đường lạc lối. Hắn thường xuất hiện ở mấy con hẻm trong xóm và chấn lột tiền của những đứa nhóc nhỏ tuổi hơn. Khi lên trung học thì cậu ta cũng vậy, không bắt nạt bạn bè thì cũng chấn lột tiền của họ. Và duyên phận đã khiến cho So Ye và Seung Tak gặp lại nhau lần nữa. Nhưng đây không phải mối nhân duyên mà chính là nghiệt duyên. Ji Yi khi thấy hai người họ quen nhau thì rất ngạc nhiên. So Ye hỏi Seung Tak có nhớ không, cô bé mà hắn đã hắt hủi và xem như rác đó. Sau khi nghe So Ye nói xong, Seung Tak vui vẻ đi tới ôm cô ấy. Vẻ mặt của So Ye tỏ thái độ vô cùng ghét bỏ. Thấy Seung Tak đặt tay lên vai So Ye, Yu Ji lập tức đẩy hắn ra ngay. Seung Tak không thèm xin lỗi Ji Yi mà chỉ nói đó là một trò đùa rồi bỏ đi. Lúc này So Ye quay qua hỏi Ji Yi có sao không, Ji Yi đỏ bừng mặt nói mình không sao. Seung Tak đi được một đoạn thì quay lại nhìn chằm chằm vòng ba của So Ye và Yu Ji. Không biết hắn nghĩ tới điều gì đó mà nở nụ cười nham hiểm. So Ye đột nhiên phát hiện vở bài tập của mình biến mất. Rõ ràng sáng nay cô ấy đã để nó vào ba lô cơ mà. Seung Tak từ bên ngoài đi vào và đi ngang So Ye. Khi So Ye quay qua nhìn thì thấy hắn vừa bỏ điện thoại vào túi quần, cô ấy có một linh cảm không hay lắm. Giờ nghỉ trưa, Seung Tak và mấy đứa tập trung trong nhà vệ sinh xem gì đó. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hiện lên vẻ thích thú. Habin và Ji Yi đi ngang qua nhà vệ sinh thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi cậu ấy nghe một đứa học sinh nói sẽ thật tuyệt nếu có cơ hội nhìn bên trong váy của So Ye. Ji Yi không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, đây chính là một hành vi vô đạo đức. Đến khi Ji Yi tỉnh táo lại thì cậu ấy đã bước vào nhà vệ sinh mất rồi. Seung Tak và mấy đứa học sinh đồng loạt quay lại nhìn Ji Yi. Chuyện tiền phí giặt ủi tuần trước Seung Tak vẫn chưa quên. Đúng lúc Ji Yi lại tự mình tìm đến đây. Seung Tak dùng những lời lẽ tệ hại để nhục mạ Ji Yi. Lúc này Ji Yi không chịu được nữa, cậu ấy hét lớn đừng đối xử với tao như rác rưởi giống bọn mày. Câu nói này đã chọc Seung Tak tức giận, hắn tát cho Ji Yi một cú trời giáng. Sau đó Seung Tak và 3-4 đứa khác nhào tới đá Ji Yi liên tục. Ji Yi nằm dưới đất ôm tim đau đớn nhưng bọn chúng vẫn không dừng lại. Ngay cả Habin cũng không thoát khỏi tình cảnh bị đánh. Đột nhiên một đứa lên tiếng kêu cả bọn dừng lại bởi vì thầy hiệu trưởng đang ở hành lang gần đó. Cũng nhờ thế mà Seung Tak và đám bạn của hắn mới tha cho Ji Yi. Trước khi rời đi, bọn chúng còn không quên đe dọa Ji Yi và Habin hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói. Sau khi vào lớp, nhìn thấy mặt mũi bầm dập của Ji Yi và Habin, So Ye rất sửng sốt.
Mặc dù cô ấy cố gắng hỏi ai là người gây ra chuyện này nhưng Ji-i và Ha-bin vẫn im lặng không nói. Lúc này thầy giáo từ bên ngoài đi vào rồi phát cho mỗi học sinh một tờ giấy. Ông ấy muốn học sinh ghi vấn đề của mình lên giấy, bao gồm cả việc trong trường có đang bị bắt nạt hay không. Ji-i nhìn tờ giấy trên bàn mà run rẩy. Cậu ấy phân vân không biết có nên viết sự thật hay không. Ở cái bàn cách đó không xa, Seung Tak đang nhìn chằm chằm Ji-i. Cái nhìn của hắn ta khiến Ji-i cảm thấy ớn lạnh. Không chỉ có nạn nhân như Ji-i sợ hãi ánh mắt này mà mọi học sinh trong lớp đều không có ai dám nói sự thật. Bởi vì bọn họ sợ bị trả thù. Sau khi thu một xấp giấy về văn phòng, thầy giáo nhận ra không có học sinh nào dám viết ra sự thật cả. Ngay cả khi ông ấy ở trong lớp và nhận thấy ánh mắt sợ hãi của bọn chúng, Soye và Iuji đang đi trên hành lang thì bị rất nhiều học sinh chỉ trỏ dòng ngó. Bọn họ to nhỏ nói điều gì đó với nhau về hai cô gái. Có vẻ như Iuji đã nhận ra điều gì đó. Cô ấy kiếm cớ mình phải đi lấy dụng cụ âm nhạc rồi rời đi trước. Lúc này ở trong lớp học, hai đứa nam sinh đang bàn tán về bức ảnh đó. Khi thấy Kim Su tới, bọn nó đã cho cậu ta xem. Đây chính là bức ảnh của Soye mà Seung Tak đã tuồn ra trong nhà vệ sinh. Trong lúc ba đứa nó đang vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy Iuji xuất hiện. Iuji không nói nhiều mà kêu bọn nó mau đưa chiếc điện thoại trong tay cho mình. Thấy bọn nó lì lợm không chịu đưa, Iuji đã đá vào bụng của một đứa. Sau đó thì dùng cây sáo làm vũ khí để đánh với ba đứa này một trận. Kim Su cũng bị cô ấy đấm cho một phát rồi quật ngã xuống đất. Xử lý xong xuôi, Iuji đi tới nhặt chiếc điện thoại lên xem. Khi nhìn thấy bức ảnh, cô ấy không kìm được chửi bậy một tiếng, cha Seung Tak đúng là một thằng khốn nạn. Lúc này Seung Tak đang nằm dài trên bàn học và tán gẫu với bạn cùng bàn. Đột nhiên một chiếc ghế từ đâu bay đến chỗ hắn ta. Seung Tak chưa kịp định hình có chuyện gì xảy ra thì đã bị ăn đấm vào mặt. Khi nhìn thấy người đánh mình là Iuji, Seung Tak vô cùng tức giận giơ nắm đấm lao tới. Không ngờ Iuji né được sau đó cô ấy đã cho hắn liên hoàn đấm vào mặt. Seung Tak bị đánh đến xịt máu mũi không thể phản kháng. Bên ngoài rất nhiều học sinh nghe nói có đánh nhau đã tập trung lại đây xem. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy Seung Tak bị một đứa con gái đánh cho tơi tả. Ji-i và Ha-bin cũng có mặt trong đám đông đó. Soye đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh Iuji đánh Seung Tak mà sững sờ. Trong lớp Iuji vẫn còn chưa hả giận, cô ấy vừa đánh vừa nói sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ làm hại Soye. Lúc này Soye đứng phía sau Iuji và gọi cô ấy. Iuji nghe tiếng gọi quay lại với đôi mắt rưng rưng. Soye lo lắng kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở đâu không. Iuji không biết nên nói chuyện đó với Soye thế nào. Nếu nói huỵch toẹt ra thì cô ấy sẽ bị tổn thương mất. Thế là Iuji quyết định không giải thích mà rời đi trước. Mấy đứa học sinh thấy Seung Tak bị đánh thì cười mỉa mai. Không ngờ thằng côn đồ này lại có ngày bị một đứa con gái đánh cho không có cơ hội phản kháng. Seung Tak chưa bao giờ nhục nhã như vậy nên hắn rất hận Iuji. Bên đây, Iuji đã đến văn phòng để tìm gặp thầy chủ nhiệm. Cô ấy quyết định sẽ nói chuyện của Soye cho thầy nghe. Không lâu sau, Seung Tak với cái mặt bầm dập bị gọi lên văn phòng. Thầy giáo thông báo kỷ luật của hội đồng cho Seung Tak biết, đồng thời cấm hắn từ nay về sau không được phép tiếp cận những học sinh mà mình đã từng bắt nạt. Bao gồm cả Nam Ji-i và Seo Ha-bin, không chỉ có Seung Tak, những học sinh tham gia vào cuộc hành hung đều sẽ bị trừng phạt. Seung Tak rất tức giận khi mình bị đâm sau lưng như vậy. Hắn tự nhủ rằng sẽ không tha cho cha Iuji đâu. Hôm nay là ngày đến phiên Ji-i và Ha-bin trực nhật. Chẳng mấy chốc hai người đã hoàn thành xong công việc được giao. Lúc này ngoài cửa lớp Iuji và Soye đang đứng đợi họ. Sau đó bốn người đã kéo nhau đến một quán ăn. Thấy Iuji và Soye ăn ngon miệng, Ji-i rất vui. Cậu ấy và Ha-bin mải nhìn mà quên mất cầm đũa lên ăn. Cho đến khi Soye và Iuji hỏi hai người không thích ăn bánh gạo sao thì mới bừng tỉnh. Mặc dù mọi người đang rất vui vẻ nhưng Ha-bin vẫn còn chút lấn cấn. Cậu ta không hiểu tại sao Soye và Iuji lại đối xử tốt với mình như vậy. Ngay cả khi điều đó là không cần thiết, Soye nói Ha-bin và Ji-i đều là những người rất tốt. Thế nên từ nay trở đi bọn họ có thể làm bạn với nhau. Câu nói này khiến cho Ha-bin không kìm được xúc động. Thấy Ha-bin khóc, Soye cũng mếu máo khóc theo. Hạ Iuji bên cạnh phải vội vàng kêu Ha-bin đừng khóc nữa. Lúc này Ji-i đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở tim. Tần suất bệnh dạo này càng tái phát khiến Ji-i vô cùng khổ sở. Hành động ôm tim của Ji-i khiến Soye và Iuji lo lắng. Nhưng Ji-i đã trấn an họ rằng mình không sao. Hôm sau, bốn người họ đều được cảnh sát hộ tống đến trường để đảm bảo sự an toàn. Nhưng chuyện Soye bị quấy rối tình dục lại không có một ai đả động đến. Chẳng có sự trừng phạt nào dành cho Seung Tak và tổ chức Eugene Ho của hắn. Bởi vì cảnh sát không thể nào bảo vệ bọn họ 24 giờ một ngày. Nên khi trên đường trở về từ trường vào buổi tối, bốn người đã đối mặt với nguy cơ bị Seung Tak trả thù.
Không ngờ Seung Tak lại chơi xấu kéo nhiều người đến để đánh hội đồng bọn họ. Eun-ji không nhịn nổi chửi một tiếng thằng hèn. Điều đó càng khiến cho Seung Tak tức giận thêm, Soye sợ hãi không dám lên tiếng. Lúc này một đứa côn đồ đã phát hiện điện thoại của cô ấy sáng lên. Hóa ra là Soye định gọi báo cảnh sát nhưng xui xẻo bị bọn chúng nhìn thấy. Thế là bọn chúng đi tới giật lấy điện thoại của Soye và ném vào đống rác gần đó. Tên cầm đầu ra lệnh bốn người bỏ lại hết những thứ đang cầm trên tay rồi đi theo mình. Chẳng mấy chốc bốn người đã bị bao vây bởi những tên côn đồ xung quanh. Seung Tak đi tới tát Eun-ji một cái để trả thù vụ lúc trước. Mặc dù rất tức giận nhưng Eun-ji cố nhẫn nhịn. Nhìn gần chục đứa côn đồ đang ở đây, Eun-ji vắt óc suy nghĩ không biết phải làm sao. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy mấy cái ống nước gần đó. Seung Tak thấy Eun-ji ngó lơ không trả lời mình thì đấm cho cô ấy phát nữa. Quay lại vài tháng trước, Seung Tak bị đàn em của Ho Wang đánh cho thê thảm. Đến mức hắn phải quỳ xuống cầu xin thì mới được tha cho. Lúc đó Seung Tak đã hứa sẽ làm bất cứ chuyện gì mà Ho Wang yêu cầu. Ho Wang nghe hắn nói đột nhiên cười phá lên. Sau đó cậu ta đã đi tới và đưa tay chạm lên mặt Seung Tak. Một tiếng hét đau đớn vang lên khắp sân trường. Mấy đứa xung quanh thấy cảnh đó mà mặt xanh như tàu lá chuối. Bọn nó không ngờ Ho Wang lại tàn nhẫn như vậy. Kể từ ngày hôm đó, Seung Tak luôn nghĩ Eun-ji chính là người đã khiến mình thành ra thế này. Hắn nuôi hận một ngày nào đó có thể trả thù được Eun-ji, không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy. Soye thấy Eun-ji bị đánh không nhịn được nữa đã hét lên dừng lại đi. Rõ ràng bọn chúng là người làm sai trước nhưng lại không sửa đổi mà lần nữa lại dấn thân vào con đường tội lỗi. Seung Tak quay lại khuyên Soye nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Trong lúc Soye ngơ ngác không hiểu ý của hắn là gì thì Seung Tak và đồng bọn đã trưng ra vẻ mặt biến thái. Lúc này phía sau Eun-ji đã đứng dậy và tháo ba lô ra. Nhân lúc Seung Tak không chú ý, cô ấy đã cầm ống nước lao đến đập thật mạnh vào người hắn ta. Mấy tên côn đồ thấy vậy nhanh chóng cầm vũ khí lao về phía Eun-ji. Nhưng một khi đã có vũ khí trong tay, Eun-ji đều có thể dễ dàng xử lý hết bọn chúng. Cô ấy là người duy nhất có thể bảo vệ bạn bè của mình ngay lúc này. Eun-ji biết bọn khốn này gọi mình tới đây là có lý do. Chắc chắn bọn chúng đang nhắm đến Soye chứ không ai khác. Thế là Eun-ji kêu ba người bạn của mình nhanh chóng chạy đến siêu thị đằng kia để xin sự trợ giúp. Khoảnh khắc này Ji-i nhìn thấy Eun-ji tỏa sáng như một vị anh hùng. Nhưng khi Eun-ji cầm ống nước lao đến đã bị bom ho chặn lại rồi đẩy ngã ra đằng sau. Ji-i biết một đứa con gái thì không thể chống lại một đám gần 20 thằng con trai này. Nên khi Eun-ji ngã xuống, tất cả bọn chúng đã đồng loạt nhào về phía ba người bọn họ. Ha-bin và Ji-i thì bị đánh đến mức không thể đứng dậy. Soye bị bọn chúng kéo lê đến một góc rồi lột đồ ra. Ji-i bị đánh đến mơ hồ, cậu ấy yếu ớt vừa khóc vừa xin bọn chúng dừng lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, Ji-i thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Một đám côn đồ đang bị một người bí ẩn đánh cho tơi tả. Bây giờ bọn chúng mới nhận ra mình đã đụng nhầm người. Khi người đó cởi mũ trùm đầu ra không ngờ lại là Ji-i. Hai tên côn đồ sợ hãi lùi về sau vài bước, bọn chúng không muốn đánh với người này nữa. Đương nhiên Ji-i sẽ không buông tha bọn chúng dễ dàng. Cậu ấy giơ nắm đấm lao về phía hai tên đó. Tên áo đen hoảng sợ đẩy tên đầu vàng lên trước. Ji-i đấm một phát rồi giẫm thật mạnh lên đầu hắn, tên đầu vàng ngã xuống đất bất tỉnh. Sau đó Ji-i từ từ đi lại gần tên áo đen và cho hắn một cú đá knock out ngay cằm. Lúc này trời bắt đầu đổ cơn mưa, Ji-i nhận thấy đã đến lúc phải quay về. Sau giấc mộng ngày hôm đó, Ji-i không thể tìm lại bản thân của lúc trước nữa. Bây giờ cậu ấy quyết định sẽ đặt lại mọi thứ đúng chỗ của nó. Về nhà Ji-i đã vào phòng tắm ngay, giữa ngực của cậu ấy có một vết sẹo rất dài. Còn về nguồn gốc của vết sẹo này thì khi Ji-i tỉnh lại ở bệnh viện đã thấy nó rồi. Chuyện này khiến cậu ấy rất sốc, Ji-i không biết rốt cuộc ngày hôm đó xảy ra chuyện gì. Lúc này Soye đã bước vào phòng bệnh từ khi nào và đang nhìn cậu ấy. Sau đó Soye đã kể cho Ji-i về ngày hôm ấy. Ngày xảy ra vụ việc, Soye đã gọi cho bố mình chứ không phải cảnh sát. Trùng hợp là bố Soye làm việc ở siêu thị gần đó. Khi bố Soye thấy cuộc gọi nhỡ từ con gái, ông ấy đã gọi lại nhưng con bé không bắt máy. Thậm chí gọi cho Eun-ji, người thường hay đi cùng Soye cũng vậy. Thế là bố Soye đành phải tan làm sớm và đi tìm con gái của mình. Khi ông ấy đến chỗ bốt điện thoại đã nhìn thấy điện thoại của Soye bị vứt trong đống rác bên cạnh. Bên đây, người phụ nữ vừa mua cá của bố Soye xong đi ra thì nhìn thấy Seung Tak và đám bạn của nó. Thấy mấy đứa này còn là học sinh mà đã hút thuốc, bà ấy lập tức tỏ vẻ dè bỉu. Trong lúc bọn chúng đi ngang qua, người phụ nữ đã tinh mắt nhận ra con gái của chủ siêu thị có trong đó. Lúc này bố Soye đang chạy khắp nơi tìm con gái, ông ấy thầm cầu mong con bé đừng xảy ra chuyện gì. Chạy được một đoạn thì bố Soye tình cờ gặp lại người phụ nữ đó. Bà ta đã kể lại chuyện lúc nãy mình nhìn thấy cho bố Soye nghe. Khoảng 5 phút trước, trong một con hẻm nằm kế công trường xây dựng,
bà ta đã thấy Soye đi cùng một đám côn đồ. Sau khi nghe xong, bố Soye nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi. Trên đường đi, ông ấy còn tranh thủ gọi báo cho cảnh sát biết. Không lâu sau, bố Soye đã đến được con hẻm đó. Ông ấy sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đứa trong đám côn đồ tên là Seo Jong Jin bảo cả bọn mau chạy nhanh đi. Mặc dù bọn chúng không hiểu có chuyện gì nhưng cũng vội vàng bỏ chạy tán loạn. Bố Soye nhìn thấy con gái mình đang quỳ bên cạnh một nam sinh khóc nức nở. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy bố, Soye đã chạy ngay đến ôm chầm lấy ông ấy. Lúc này bố Soye nhìn thấy Yuji bất tỉnh nằm đó cùng hai người bạn của con gái. Sau đó ông ấy đã cùng Soye đưa ba người họ vào bệnh viện. May là cả ba người đều đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần đến muộn 5 phút nữa thôi thì bọn trẻ có thể đã bị chết não. Ba em học sinh kia đều đã ổn, duy nhất chỉ có Ji-i là đang trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ nói thời gian qua Ji-i đã phải chịu rất nhiều cơn bệnh tim tái phát. Có lẽ cậu bé không chỉ phải chịu một hai trận bắt nạt. Hiện tại trong bệnh viện không có ai phù hợp để cấy ghép tim cho Ji-i. Khả năng sống của cậu ấy không có chút hy vọng nào. Ngày hôm sau, thời sự đã đưa tin về vụ ẩu đả đó. Lời khai của một nhân chứng về việc một nhóm học sinh cố hãm hiếp một nữ sinh đang gây chấn động. Nghiêm trọng hơn là một nam sinh là nạn nhân của vụ đó đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ của nam sinh đã đăng thông báo nhờ giúp đỡ để tìm ra người có tim phù hợp với con trai mình. Lúc này mẹ Ji-i đang đau khổ ngồi trước máy tính, bà ấy bấm tìm kiếm thông tin gì đó trên mạng. Hóa ra là một video về chủ đề cấy ghép tim. Để tìm ra người có thể hiến tim là vô cùng khó khăn. Chỉ có một trong 1.000 cơ hội để tìm được trái tim tương xứng. Kể cả tìm thấy một người chết não để hiến tim thì cũng rất hiếm. Mẹ Ji-i nghe xong cảm thấy rất bất lực. Bà ấy vừa khóc vừa nói xin lỗi con trai. Đột nhiên điện thoại bên cạnh mẹ Ji-i reo lên. Là cuộc gọi từ bệnh viện, họ thông báo đã tìm được trái tim phù hợp với Ji-i. Một tháng sau khi được cấy ghép tim mới, Ji-i đã hồi phục rất nhanh. Ngay cả các bác sĩ cũng bất ngờ với cậu ấy. Mấy hôm sau khi được xuất viện, Ji-i đã ra ngoài chạy bộ. Cậu ấy cảm thấy cơ thể mình rất kỳ lạ. Mặc dù đã chạy rất lâu rồi nhưng sao cậu ấy vẫn không thấy mệt. Thế là để kiểm chứng, Ji-i đã tăng tốc độ chạy nhanh hơn nữa. Khi về đến nhà, cả người Ji-i nhễ nhại mồ hôi. Mẹ Ji-i nghe con trai nói ra ngoài tập thể dục thì hết hồn. Bởi vì cậu ấy mới phẫu thuật chỉ một tháng trước thôi mà nay lại ra ngoài vận động là không nên. Buổi chiều đến giờ cơm, Ji-i ăn rất ngon miệng, hết chén này lại đến chén khác. Mẹ cậu ấy ngồi đối diện ngơ ngác nhìn con trai. Sau khi ăn xong, Ji-i lại ra phòng khách xem TV. Dạo gần đây cậu ấy rất mê coi boxing. Nhìn thấy hai võ sĩ đấm nhau trên sàn đấu, Ji-i nhìn đến không chớp mắt. Đột nhiên cậu ấy quay qua mẹ mình và nói con cũng muốn được học boxing. Hôm sau khi Ji-i đến phòng tập để ghi danh đã ngửi thấy một mùi mồ hôi sộc thẳng lên mũi. Nơi đây không chỉ có người lớn mà còn có cả trẻ em. Mùi mà Ji-i ngửi thấy chính là mùi mồ hôi của bọn họ chảy ra khi tập luyện. Âm thanh khi họ đấm vào túi cát nghe thật tuyệt. Ji-i phấn khích khi nghĩ tới ít phút nữa thôi mình cũng sẽ được làm như vậy. Nhưng vì là người mới nên huấn luyện viên sẽ hướng dẫn Ji-i trước. Đầu tiên anh ta sẽ dạy cho Ji-i cách phòng vệ trong võ thuật. Chỉ cần nhìn huấn luyện viên làm Ji-i rất nhanh đã học được. Tư thế phòng vệ của cậu ấy cũng khá tốt. Sau đó huấn luyện viên dạy đến cách ra đòn. Nhưng chưa gì Ji-i đã thực hiện hai động tác ra đòn liên tiếp. Điều này khiến huấn luyện viên đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Thế là anh ta kêu Ji-i đeo găng tay vô và đấu thử với mình một trận. Ji-i ra đòn rất nhanh và chuẩn xác. Khoảnh khắc này cậu ấy đã có một cảm giác rất lạ. Hóa ra đây mới chính là thứ mà Ji-i khao khát. Đó là được đánh người khác bằng cánh tay của mình. Thấy Ji-i hơi mất tập trung, huấn luyện viên nhanh chóng nhắc nhở cậu ấy. Sau đó anh ta đeo cho Ji-i mũ bảo vệ và yêu cầu cậu ấy đấu thử với người khác. Ji-i hoảng hốt nói mình mới đi tập ngày đầu thì sao có thể đấu quyền anh được. Nhưng huấn luyện viên không tin, anh ta cứ khăng khăng là Ji-i học boxing được 2 năm rồi. Lúc này Ji-i không thể giải thích cũng không thể bước xuống sàn đấu được nữa bởi vì đối thủ đã lao tới nơi. Nhìn đối thủ có gương mặt hung dữ trước mặt, Ji-i thầm hét to trong lòng đáng sợ quá đi. Tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Người đàn ông tung cú đấm về phía Ji-i. Ji-i sợ hãi nghiêng đầu qua một bên để né tránh, đối thủ phấn khích nhìn cậu ấy. Tiếp đó người đàn ông tung cú đấm liên tục vào mặt Ji-i. Hành động này đã khiến Ji-i tức giận, thế là cậu ấy lao tới và đấm cho người đàn ông một phát. Huấn luyện viên đứng bên ngoài theo dõi liền bĩu môi, anh ta nghĩ Ji-i đã nói dối mình. Bởi vì trình độ này không phải học boxing 2 năm hoặc 3 năm mà có khi đã là 4 năm không chừng. Lúc này đối thủ của Ji-i đang phản công. Người đàn ông không ngờ chàng trai này lại chịu đựng tốt như vậy. Anh ta quyết định sẽ đấm mạnh hơn, nghĩ là làm, anh ta lập tức tung cú đấm tới. Cùng lúc đó Ji-i cũng tung cú đấm về phía anh ta. Nhưng hai người đều không trúng cú đấm của đối phương. Những người xem xung quanh cảm thấy Ji-i rất giỏi.
Đối với một người kỳ cựu mà có thể chịu được 3 phút thì quá kinh ngạc. Người đàn ông cũng có lời khen cho Ji, nhưng nó không làm cho cậu ấy thấy vui mà càng bực thêm. Buổi tối về nhà, Ji không thể ngủ được. Nhớ lại chuyện thi đấu sáng nay là cậu ấy lại bực mình. Cảm giác bức bối khi không thể đánh nổi một cú đó thật khó chịu làm sao. Đột nhiên Ji bừng tỉnh, trước giờ cậu ấy không hề thích cạnh tranh với người khác. Hơn nữa với người chưa từng học boxing bao giờ như Ji, sao cậu ấy có thể vung và né đòn một cách mượt mà như thế? Lúc này Ji cởi áo ra và nhìn vết sẹo trên ngực mình. Chuyển cảnh, Ji đang bị một đám côn đồ đuổi theo. Cầu thang phía trước và phía sau đều đã bị bọn chúng bao vây. Ji tức giận đành phải xử lý từng tên một. Rất nhanh mấy tên côn đồ đã bị Ji đánh cho sụi lơ dưới đất. Sau khi trốn đến một nơi an toàn, Ji nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Có vẻ như cậu ấy đã bị lừa. Ji nói với người đàn ông không thấy rõ mặt là hãy thay đổi kế hoạch. Đồng thời anh ta phải mau chóng cứu được đứa trẻ đó và rời khỏi đây. Khi hai người đang chạy về một hướng thì nhìn thấy một người xuất hiện. Hắn ta bịt một chiếc khăn màu đen che nửa gương mặt. Mơ tới đó Ji lại đột ngột tỉnh dậy. Dạo gần đây cậu ấy rất hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Điểm chung của những giấc mơ đó là Ji luôn bị rượt đuổi bởi một nhóm người mất trí dưới tầng hầm tối đen. Có một người đàn ông không nhìn rõ mặt đi cùng Ji khiến cậu ấy có cảm giác rất quen thuộc. Ji đoán rằng mọi chuyện chắc có liên quan đến trái tim được cấy ghép của cậu ấy. Không biết ai là chủ nhân thực sự của trái tim này. Hôm sau Soye vẫn đến trường học như thường lệ. Những học sinh khác thấy cô ấy thì bắt đầu bàn tán to nhỏ. Họ nói gặp chuyện như vậy mà còn dám vác mặt đến trường sao. Một lúc sau Soye được gọi lên văn phòng để gặp thầy hiệu trưởng. Không ngờ cô ấy lại nghe hiệu trưởng yêu cầu mình chuyển trường. Hơn nữa không chỉ có Soye mà ông ta cũng đã nói cho Ji như thế. Soye cảm thấy hiệu trưởng làm như vậy thật quá đáng. Ji suýt chút nữa đã chết trong vụ ẩu đả đó. Tại sao cậu ấy phải chuyển trường? Có chuyển trường thì cũng là lũ phạm tội đó chứ không phải bọn họ. Nhưng hiệu trưởng xem chuyện này như một trò đùa. Lũ kia vẫn chưa bị kết án là phạm tội, nam Ji thì đã hồi phục. Vì thế hiệu trưởng muốn Soye hãy tha thứ và bỏ qua chuyện này. Soye tức đến mức bật khóc, cô ấy lập tức đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trên đường quay về lớp học, Soye còn bị những nữ sinh khác xỉa sói xăm soi. Lúc này Soye không nhịn được nữa, cô ấy nắm lấy cổ áo của một nữ sinh đang nói xấu mình. Đồng thời đe dọa cô ta nếu không nhìn thấy thì đừng có mà nói lung tung. Sau đó Soye đã bỏ đi một mạch không thèm nhìn lại. Bên đây, Ji cũng đã nghe mẹ mình nói về việc chuyển trường, cậu ấy không dám tin đây là sự thật. Bọn khốn gây chuyện sai trái thì vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội, còn cậu ấy và những người bị hại lại phải chuyển trường khác. Ji không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện này với mẹ nữa nên đã đứng lên ra ngoài tập thể dục. Sau khi ra ngoài, Ji không kiềm được đấm thật mạnh vào tường. Cậu ấy chỉ mới 17 tuổi thôi mà đã nhận ra thế giới này khốn nạn đến nhường nào. Đột nhiên Ji nghe thấy tiếng người nói chuyện phát ra từ con hẻm bên cạnh. Vì tò mò nên cậu ấy ngó đầu qua nhìn thử. Không ngờ Ji lại nhìn thấy ba tên côn đồ đang bắt nạt một chàng trai. Ji tức giận nắm chặt tay lại, cậu ấy lao đến đấm cho ba tên đó mỗi tên một phát. Khi hai tên côn đồ kia lồng cồm bò dậy thì thấy đại ca của mình đang bị đánh tơi tả. Bọn chúng cùng lúc lao về phía Ji, khi Ji quay đầu lại đã bị ăn ngay một đấm vào mặt. Vì chủ quan nên cậu ấy đã không cảnh giác phía sau. Tên tóc vàng nhân lúc Ji lơ là lại đá cậu ấy thêm phát nữa. Ji nhận ra cảm giác này không giống khi đấu một chút nào. Cậu ấy không thể nào né cùng một lúc hai người ra đòn tấn công được. Mặc dù Ji đã thủ thế nhưng cậu ấy lại không có cơ hội tấn công. Hai tên đó đã hợp sức để đánh hội đồng Ji. Đột nhiên Ji mỉm cười và nói bọn chúng đấm yếu quá. Câu này khiến hai tên côn đồ lập tức sững sờ. Ji nhanh chóng đấm cho tên tóc vàng một phát vào mặt và knock out hắn bằng một cú vào cằm. Tên áo trắng thấy đồng bọn gục ngã thì nhào đến đá vào mạng sườn Ji. Cú này quả thật khiến cậu ấy vô cùng đau đớn. Khi tên đó giơ chân lên định đá Ji, cậu ấy nhớ Seung Tak cũng từng làm vậy với mình lúc ở nhà vệ sinh. Thế là Ji nhanh chóng chụp lấy chân tên áo trắng rồi dùng chân kia của mình gạt hắn ngã xuống đất. Ngày hôm sau Ji lại đến phòng tập, cậu ấy nói với huấn luyện rằng mình muốn được rèn luyện thể lực. Ji biết với sức lực của mình hiện tại thì không thể nào đấu với băng nhóm của Ho Wang được. Nhưng ngoài mặt Ji không nói sự thật cho huấn luyện viên biết. Cậu ấy kiếm cớ là mình chỉ muốn tập thể dục tốt hơn thôi. Huấn luyện viên nghe vậy thì rất vui vẻ chỉ cho Ji vài cách để rèn thể lực. Đầu tiên anh ta bắt Ji hít đất, nhưng chỉ mới tới cái 20 Ji đã nằm gục xuống đất. Sau khi nghe huấn luyện viên cổ vũ vài câu, Ji lại cắn răng hít đất tiếp. Tiếp theo là đến gập bụng, ngồi lên nằm xuống khiến Ji choáng váng cả mặt mày. Hết gập bụng là đến nhảy cao, xoạc chân cuối cùng là tập đấm bốc với huấn luyện viên. Một ngày rèn luyện thể lực đúng là khiến Ji mệt muốn chết. Lúc này ở một phòng tập khác, Yuji cũng đang tập luyện.
Một lúc sau cô ấy đã thấm mệt phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Đã một tháng trôi qua nhưng Yuji vẫn còn ám ảnh về vụ ẩu đả đó. Cô ấy luyện tập đến mức tay bật máu mới chịu dừng lại. Yuji không biết liệu luyện tập thế này thì khi vụ đó xảy ra lần nữa mình có thể thoát được không. Cô ấy luôn tự trách không thể bảo vệ bản thân và đã bỏ lại Soye một mình. Ngày hôm sau, Ho Wang và đám bạn đến trường. Các học sinh khác nhìn thấy bọn nó thì vô cùng kinh ngạc. Sau chuyện đó mà bọn này vẫn không bị bắt ư, có mấy đứa nói nhỏ với nhau rằng không muốn học chung trường với đám phạm tội này. Không ngờ những lời đó lại bị Bom Ho nghe được. Hắn ta lớn tiếng đuổi mấy đứa học sinh về lớp. Sự trở lại của bọn chúng khiến những học sinh khác rất mệt mỏi và lo sợ. Cuối cùng thì tiền tài cũng chiến thắng tất cả. Cha Seung Tak và Giang Sang Hee, người đã tấn công Ji và Habin hồi đầu học kỳ, vì không đủ tiền đã phải ở tù một năm. Còn quân Ho Wang, người đứng sau những chuyện này lại không bị gì cả. Ji cảm thấy rất tức giận khi nhìn thấy nụ cười của Ho Wang và ba mẹ của nó lúc ở phiên tòa xét xử. Buổi tối Ji lại ra ngoài tập thể dục. Cậu ấy đang chuẩn bị để làm một trận với đám của Ho Wang. Để làm được chuyện đó thì Ji cần phải có những kinh nghiệm thực chiến. Và cậu ấy đã chọn Daehyun Song, nơi mà việc phạm tội xảy ra rất thường xuyên. Đúng như những gì Ji dự đoán, cậu ấy đi được một đoạn đã bị 3-4 tên côn đồ bao vây. Trong lúc bọn chúng đang đe dọa Ji, cậu ấy đã đội mũ trùm đầu lên. Mấy tên côn đồ ngơ ngác không hiểu tên này định làm gì. Sau đó Ji đã đấm cho tên trước mặt mình một phát. Sau đó là những tiếng hét đau đớn vang lên khắp con hẻm nhỏ. Những ngày sau đó, Ji vẫn luôn tìm bọn côn đồ đánh lộn và rèn luyện thể lực ở phòng tập. Cho đến một ngày khi đấu tập, Ji đã đá được vào đầu đối thủ của mình. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ji đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng để chiến thắng được anh ta thì vẫn còn xa lắm. Rất nhanh Ji đã bị người đàn ông chế ngự rồi đấm tới tấp vào mặt. Thoáng chốc đã một tháng trôi qua, hôm nay Ji và người đàn ông sẽ lại đấu tập với nhau. Cậu ấy không muốn mặc đồ bảo hộ vì muốn cảm nhận những cú đấm chân thật nhất. Rất nhanh Ji đã bị người đàn ông đấm cho chảy máu mũi. Nhưng Ji không bỏ cuộc vì cậu ấy biết sau này mình sẽ gặp những kẻ mạnh hơn nữa. Ji muốn thúc đẩy bản thân lên tới mức giới hạn. Mặc dù Ji không đánh trúng người đàn ông nhưng anh ta cảm nhận được sự tiến bộ của Ji. Cậu ấy đang tiến bộ rất nhanh theo từng ngày. Người đàn ông muốn thử xem Ji có thể mạnh đến mức nào. Thế là anh ta nhanh chóng tung cú đấm lao tới. Buổi tối về nhà đứng dưới vòi sen, mặt mũi Ji sưng húp. Khi nhìn mình trong gương, lúc này Ji mới nhận ra tác dụng của đồ bảo hộ. Hôm sau khi ra đường, Ji tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai chàng trai kế bên mình. Họ nói gần đây có một tên kỳ lạ lảng vảng xung quanh khu Daehyun Song. Tên đó đã tẩn cho lũ tội phạm một trận. Nghe nói cậu ta đeo một cặp kính to và có biệt danh là mắt cận Daehyun Song Wang. Lúc này hai chàng trai quay qua thì nhìn thấy Ji bên cạnh. Ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm nhau, Ji vội vàng quay mặt định rời đi. Đột nhiên cậu ấy nghe thấy hai người nói về Pyo Seong Jun và Kim Bom Ho nên dừng lại nghe ngóng. Ngoài hai tên đó, họ còn nhắc đến một người tên Kang Dae Jun nữa. Cùng lúc đó ở trường Demi-yong, đám người Kusfit đã bị một nam sinh tóc trắng đánh cho thê thảm. Những học sinh xung quanh tò mò không biết nam sinh này là ai, cho đến khi cậu ta giới thiệu mình là học sinh mới chuyển trường tới đây. Một tên bị đánh vẫn không phục, hắn ngồi dưới đất chửi nam sinh tóc trắng kia. Khi nghe những lời đó, nam sinh tóc trắng đi tới đánh vào mông hắn ta. Cái này còn nhục nhã hơn lúc bị đấm khi nãy nữa. Tên đó đau đớn hét lên rồi vội vàng xin lỗi nam sinh tóc trắng. Mấy đứa học sinh xung quanh thấy vậy bụng miệng cười. Lúc này Ho Wang và đám bạn đi tới. Hắn liếc nhìn dưới đất là mấy đứa đàn em của mình nằm la liệt. Thế là hỏi nam sinh tóc trắng chuyện này do một mình cậu ta làm sao. Sau khi nghe câu trả lời khẳng định của nam sinh tóc trắng, Ho Wang đã đề nghị cậu ta gia nhập hội với mình. Mấy đứa trong nhóm Kusfit đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ho Wang làm như vậy. Nhưng nam sinh tóc trắng không đồng ý chung hội với đám Ho Wang. Thậm chí có bắt cậu ta quỳ xuống van xin thì cũng không bao giờ. Sau đó nam sinh tóc trắng đã tung cú đá về phía Ho Wang. Chỉ thấy Ho Wang đứng yên đó đã có người chạy tới đỡ cho hắn. Tên tóc xanh đấm cho tóc trắng một phát nhưng cậu ta né được. Tuy nhỏ con nhưng tên tóc xanh vô cùng nhanh nhẹn. Hắn có thể liên tục né tránh đòn tấn công của tóc trắng. Đánh một hồi tóc trắng nhận ra tên này là boxer, mấy đứa kia nghe vậy thì hoảng hốt. Không ngờ tóc trắng nhanh như vậy đã nhìn thấu đồng bọn của mình. Tóc xanh thấy tóc trắng lao tới thì tung ra những cú đấm nhanh và liên tục. Nhưng tất cả đều vô tác dụng với tóc trắng. Cậu ta nhân cơ hội đấm cho tên tóc xanh một phát vào mặt. Ho Wang đứng bên ngoài theo dõi nhận thấy tên tóc trắng đang làm rất tốt nhưng không thể né được cú đánh của tóc xanh với phản xạ đó. Quả nhiên giây sau tóc trắng đã bị ăn một cú đau đớn vào ngay mạng sườn. Tóc xanh dự định sẽ knock out cậu ta bằng một cú thụi vào bụng. Nhưng tóc trắng lại không hề hấn gì sau cú đánh đó. Cậu ta nhanh chóng đá về phía tóc xanh. May là tóc xanh nhanh nhẹn cúi người xuống né được.
Hắn nhận ra động tác của tóc trắng đã thay đổi. Khi hắn ngẩng đầu lên đã ăn ngay một cú thụi vào cằm, không ngờ tên tóc trắng này biết Muay Thái. Sau đó cậu ta đưa tay đến túm chặt cổ tóc xanh rồi dùng tay kia đấm cho hắn một phát thật mạnh vào mặt. Liên tiếp vài ba cú như thế tóc xanh đã choáng váng ngã xuống đất. Tóc trắng đắc ý quay lại nhìn Ho Quang, nhưng đột nhiên lúc này tóc xanh lại đứng lên. Hắn đã đấm thẳng vào mặt tóc trắng khiến cậu ta chảy cả máu mũi. Khi mọi người nhìn lại đã thấy tóc trắng đang quỳ một chân dưới đất. Họ không ngờ học sinh chuyển trường Kang Dae-jun lại quỳ gối chỉ với một cú đấm. Hôm sau tin tức học sinh mới Kang Dae-jun bị hội Ho Quang dạy dỗ một trận đã lan khắp trường. Bây giờ những học sinh ở trường Demi-yong đều biết rằng Ho Quang chính là trùm trường ở đây. Trên bảng xếp hạng lúc này Ho Quang đứng thứ nhất, Seong-jun và Bom-ho tranh giành vị trí thứ ba. Có hai nam sinh cũng đang bàn luận về chuyện này. Ho Quang thì ở dưới sân đá bóng, không hổ danh là tay đánh nhau giỏi nhất trường. Ngay cả tấm lưng của hắn cũng ngầu vãi trường. Ho Quang chính là ước mơ của tất cả bọn con trai trong trường này. Nam sinh đeo kính nghe bạn mình nói mà bĩu môi. Cậu ta không thấy một tên tội phạm như Ho Quang ngầu ở chỗ nào. Lúc này trong đội bóng còn có cả tên tóc xanh tên Seo Jong-jin nữa. Nam sinh đeo kính không hiểu vì sao tên nhỏ con lùn tẹt đó lại có mặt trong đội. Nam sinh bên cạnh nói không phải tên tội phạm nào cũng giỏi đánh nhau. Đứa yếu nhất thì luôn nịnh nọt đứa mạnh nhất để hưởng lợi trong nhóm. Tên tóc xanh đó chắc chắn là đứa yếu nhất hội. Nhưng có lẽ bọn họ chưa biết về vụ đánh nhau hôm qua. Sau khi bị ăn một cú đấm, Dae-jun đã từ từ đứng dậy. Kỳ lạ là cậu ta không thể điều khiển được cơ thể mình theo ý muốn. Ho Quang nói vì tốc độ cánh tay và da đòn của Jong-jin không lường trước được, nên hắn có thể làm cho đối thủ mất tỉnh táo. Điều này khiến cú giáp của hắn mạnh hơn bất kỳ cú đấm nào. Dae-jun không thể phản kháng được nữa. Cuối cùng cậu ta đành phải chấp nhận gia nhập hội của Ho Quang. Sau chuyện đó, Ho Quang dự định sẽ kiếm thêm thành viên để kiểm soát luôn tụi năm 2 ở trường này. Hiện tại trong tụi năm 2 có một đứa không dễ ăn. Đó chính là Byun Suk-tae, cậu ta là người đứng đầu hội Napam. Bên đó rất đông người nên không thể xử lý từng đứa một được. Khác với bọn năm nhất bị tách ra sau khi học trung học, tụi năm 2 đã xếp hạng xong xuôi và đã hội tụ đủ thành viên. Bây giờ Byun Suk-tae đã nắm chùm cả hai trường. Số lượng thành viên xấp xỉ khi Byun Suk-tae cần gọi đến để đánh nhau chắc cũng gần 40 đứa. Ho Quang muốn Jong-jin tìm kiếm thành viên ở tất cả mọi nơi hoặc là tuyển thêm từ mấy trường khác cũng được. Vì thế bọn họ cần phải làm thêm 10 trận đánh nhau nữa, còn không thì tìm một đứa có thể làm công việc của 10 người. Và Kang Dae-jun chính là người được chọn, Ho Quang và Jong-jin đã lập kế hoạch để dụ cậu ta vào hội của mình. Sau khi bắt tay với Ho Quang, Dae-jun đã chính thức gia nhập hội CrossFit. Trước khi Ho Quang rời đi, cậu ta đã đe dọa rằng một ngày nào đó sẽ lôi hắn xuống khỏi ngai vàng. Ho Quang không những không sợ mà còn thách thức Dae-jun làm điều đó. Lúc này tên đầu chọc rủ cả bọn đi ra ngoài hút thuốc. Thái độ của Seong-jun và Bom-ho rất lạ, hai người đều xin phép về lớp trước. Tên tóc xanh lá nghĩ thầm chắc lòng tự trọng của cả hai đều đã bị tổn thương. Bởi vì Seo Jong-jin vẫn chưa đối đầu với họ mà Ho Quang đã ghi danh hắn là hạng 2 của hội. Hôm nay Ji-i ăn mặc rất đẹp đẽ để chuẩn bị ra ngoài. Mẹ câu ấy tò mò hỏi hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Ji-i đỏ mặt quay qua nhìn mẹ rồi nói không có gì, sau đó thì nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Mẹ Ji-i nhìn theo con trai với một ánh mắt vô cùng ẩn ý, lúc này So-ie đang đứng đợi ai đó. Hiện tại đã là mùa đông nên tuyết rơi rất nhiều. Đột nhiên So-ie nghe thấy có người gọi mình nên quay lại. Hóa ra là Ji-i hẹn cô ấy, đã một khoảng thời gian rất lâu hai người họ không liên lạc. Hôm nay mới có dịp gặp lại. Chỉ mấy tháng mà Ji-i đã cao hơn So-ie hẳn một cái đầu. Lúc này một tiếng gọi So-ie nữa vang lên từ đằng xa. Yoo-ji đang chạy đến chỗ hai người, hai cô gái vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Yoo-ji hôn lên má So-ie để thể hiện sự nhớ nhung lâu ngày không gặp lại của mình. So-ie cầm tay Yoo-ji mới phát hiện tay cô ấy chai hơn lúc trước. Thế là định cho Yoo-ji ít kem dưỡng nhưng cô ấy đã từ chối. Yoo-ji không nói vì luyện tập nên tay mới chai như thế mà chỉ nói dối là vì không thường xuyên chăm sóc da thôi. Sau đó Yoo-ji đã đổi hướng sang Ji-i để thay đổi chủ đề. Dạo gần đây Ji-i đã khác trước rất nhiều, tay cũng bắt đầu có cơ hơn rồi. Trong lúc ba người đang đùa giỡn vui vẻ thì thấy Ha-bin tới. Bọn họ lập tức nở một nụ cười với cậu ấy. Sau đó cả bốn người đã quyết định chọn đến một quán cà phê để tán gẫu. Đã mấy tháng trôi qua kể từ vụ ẩu đả đó, bốn người đã quay lại với cuộc sống thường nhật của mình. Đúng là khi ở bên cạnh những người bạn thực sự, So-ie và Yoo-ji mới cười hạnh phúc như vậy. Đột nhiên Ji-i thông báo cậu ấy sẽ quay lại trường trung học Demi-yong. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Ha-bin khuyên Ji-i nên suy nghĩ lại. Bởi vì trường Demi-yong bây giờ không giống lúc trước nữa. Cho dù Ji-i có trả thù thành công nhóm CrossFit thì cũng chẳng thể thay đổi bọn chúng. Lúc này ở trường Demi-yong, bọn Ho Quang đã đến tìm Byun Suk-tae. Khi biết Ho Quang chỉ mới là học sinh năm nhất mà dám mò đến đây,
Tụi Nam Hai rất tức giận. Ho Wang ngạo mạn tuyên bố hội CrossFit của hắn sẽ thống trị cả ngôi trường này. Mấy đứa Nam Hai nghe xong thì phụt cười. Họ không biết thằng nhóc này là ai mà lại phách lối như thế. Bi-un Suk Tae lên tiếng đuổi Ho Wang về. Khi nào đủ số lượng thành viên trong hội hãy đến tìm bọn họ khiêu chiến. Không ngờ Ho Wang đưa ra một lời mời. 12 giờ tối nay tại hầm gửi xe bên Hồng Kông Viên, không gặp không về. Mấy đứa lớp trên tức giận định xông tới tần Ho Wang một trận thì bị Bi-un Suk Tae ngăn lại. Anh ta chấp nhận lời mời tối nay của Ho Wang. Lúc quay về, Dae-jun hỏi Ho Wang tại sao không xử bọn nó luôn mà phải đợi đến tối. Đột nhiên Ho Wang hét lên quá muộn rồi và sau đó Jong-jin bị đấm bay. Ngay cả Seong-jun cũng không thể đỡ đòn được. Jong-jin nghĩ thầm hiện tại CrossFit không đủ khả năng để đối đầu với Napalm. Nếu không mau chóng chấm dứt ở đây thì bọn họ sẽ thua trận này mất. Quay lại một tiếng trước, Ho Wang đã gọi những tay đấm giỏi trong hội tập hợp. Hắn muốn trong vòng 30 phút phải càn quét hết lớp học của bọn Nam Hai. Ho Wang biết thông thường những kẻ đánh nhau giỏi đều có tin đồn vây quanh. Nhưng tin đồn của Bi-un Suk Tae thì lại hơi khác người một chút. Nhiều người đã nghe nói anh ta hủy diệt tuyệt đối một kẻ thù. Nhưng không ai thấy anh ta thật sự đánh một người nào cả. Kể cả khi nắm chùm hai trường với hơn 40 kẻ yếu, chưa ai thực sự thấy Bi-un Suk Tae ra tay đánh người cả. Có nghĩa là ngay từ đầu Bi-un Suk Tae không hề làm việc đó. Anh ta để những kẻ yếu hơn đấu thay cho mình, còn bản thân sẽ ra đòn dứt điểm mọi thứ. Ho Wang quyết định sẽ tận dụng điểm lợi này. Khi đánh nhau với Bi-un Suk Tae, anh ta sẽ để đàn em của mình đánh trước. Nếu cứ liên tục đánh với đàn em của Bi-un Suk Tae, họ sẽ nhận sự thiệt hại nặng nề. Thế nên trong lúc đàn em của hai bên đánh nhau, Ho Wang, Jong-jin và Seong-jun sẽ túm cổ Bi-un Suk Tae từ phía sau. Đương nhiên sẽ có mấy đứa chạy lại bảo vệ anh ta. Nhưng chỉ cần Seong-jun và Jong-jin là đã đủ hạ gục bọn chúng. Khi đó Ho Wang sẽ nhân cơ hội tự tay kết liễu Bi-un Suk Tae. Đến lúc đó cho dù hội Napalm có bao nhiêu người đi chăng nữa, nếu kẻ đứng đầu gục ngã thì bọn chúng sẽ mất hết tinh thần chiến đấu. Cuối cùng CrossFit sẽ giành chiến thắng, đó là toàn bộ kế hoạch của Ho Wang. Quay lại hiện tại, Ho Wang không nhìn thấy Seong-jun và Jong-jin đâu. Hai người đó lại là nhân tố quan trọng của hội CrossFit. Ho Wang sợ nếu tấn công trước, hội Napalm sẽ phát hiện ra kế hoạch này. Thế là Ho Wang quyết định phải mau chóng tìm ra Seong-jun và Jong-jin trước. Chưa đến tối mà Bi-un Suk Tae đã dự định đi tìm đám CrossFit. Một đứa Nam Hai đi theo bọn Ho Wang nãy giờ thông báo cho Bi-un Suk Tae là bọn chúng đang ở công trường thi công bị bỏ hoang. Có vẻ đây là chỗ tụ tập thường xuyên của bọn chúng. Hiện tại bên phía CrossFit có khoảng 15 người, vẫn ít hơn nếu Napalm cử 20 người đến đây. Lúc này Ho Wang đang hỏi đám đàn em có thấy Jong-jin và Seong-jun ở đâu không. Tên tóc xanh nhanh miệng nói lúc nãy có thấy hai đứa nó đi đến bãi đỗ xe của phòng gym trường. Ho Wang nghe xong lập tức hốt hoảng, ở trong bãi đỗ xe lúc này Jong-jin và Seong-jun đang đánh nhau. Cả hai đều đánh hết sức lực không ai nhường ai. Seong-jun đấm Jong-jin thì cũng bị hắn đấm trả lại một cú. Seong-jun tức giận lao đến đạp cho Jong-jin một phát, sau đó hắn ta cũng bay ra xa. Jong-jin không biết Seong-jun đang bị gì, hắn không giống thằng từng suýt bị bom ho đánh bại. Sức mạnh của hắn bây giờ không thể sánh với trước kia được nữa. Jong-jin không muốn tiếp tục trận đánh nhau vô nghĩa này nữa. Nếu cứ tốn sức thế này, CrossFit sẽ bị hội Napalm đánh bại. Seong-jun không thèm nghe mà lao đến giữ chặt cổ Jong-jin rồi thụi cho hắn một cú. Jong-jin cố gắng phòng vệ nhưng không có tác dụng gì. Seong-jun không quan tâm CrossFit có bị đánh bại hay không. Điều hắn quan tâm bây giờ là ai mới là kẻ mạnh hơn. Sau khi đánh bại Jong-jin, Seong-jun sẽ xử luôn quân Ho Wang. Hắn sẽ cho mọi người thấy mình mới là kẻ mạnh nhất. Jong-jin và Seong-jun cùng lúc tung cú đấm về phía đối phương. Jong-jin tuy thân hình nhỏ con hơn nhưng hắn lại là người đấm trúng Seong-jun. Điều này khiến Seong-jun cảm thấy như mình đang đánh nhau với một bóng ma vậy. Rõ ràng hắn cảm giác có thể kết thúc trận đánh chỉ với một cú đấm nhưng lại không thể ra một đòn ngon nghè. Còn Jong-jin hiện tại cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức, mặc dù hắn đã cố gắng né những cú đó nhiều nhất có thể. Jong-jin nghĩ có vẻ mọi chuyện sẽ không sớm kết thúc đâu. Lúc này Seong-jun lại giơ nắm đấm lao tới. Jong-jin quyết định thay vì cứ kéo dài chuyện này rồi cả hai toang đời thì không bằng kết thúc một cách nhanh nhất để không bị tổn hại quá nhiều. Thế là Jong-jin nhào đến đấm liên tục vào mặt Seong-jun. Cuối cùng sau hơn 200 cú đánh của hắn, Seong-jun đã gục ngã. Nhân cơ hội này, Jong-jin định tiếp tục đấm không ngờ Seong-jun lại đột ngột lao tới ôm lấy người hắn. Tưởng rằng Jong-jin sẽ bị vật ngã như Seong-jun từng làm với bom ho nhưng không. Hắn đã dùng tay kẹp chặt cổ Seong-jun lại. Tuy là một boxer nhưng Jong-jin đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đánh nhau với những kẻ biết vật lộn. Nên khi Seong-jun lộ ra điểm yếu, hắn đã nhanh chóng chụp lấy cơ hội ngay. Bên đây, sau khi đàn em báo cáo Jong-jin và Seong-jun đang đánh nhau, Bi-un Suk Tae lập tức thay đổi kế hoạch.
Anh ta ra lệnh cho Lee Jin và những nhóm 30 người khác đi tới chỗ công trường thi công bị bỏ hoang. Còn anh ta và 10 người còn lại sẽ đến bãi đỗ xe của phòng gym trường. Lúc này Ho Wang cũng nhận được thông báo là hội Napalm đang trên đường tới đây. Hắn kêu một tên đàn em đi tới bãi đỗ xe để gọi Jong Jin và Seong Jun về nhưng tiếc là không kịp. Lee Jin và mấy đứa năm hai đã tới đây. Rất nhanh hội Kusfit đã bị bao vây thành một vòng tròn. Dae Jun quay qua hỏi nhỏ Ho Wang có kế hoạch nào khác không? Ho Wang đếm số lượng thì thấy có khoảng 30 đứa ở đây nhưng không thấy Byun Suk Tae đâu cả. Có lẽ hắn và 10 đứa kia đã đi đến chỗ bãi đỗ xe rồi. Sau đó Ho Wang giao lại chỗ này cho Dae Jun và Bom Ho xử lý. Hắn sẽ đi qua chỗ của Jong Jin và Seong Jin ở bãi đỗ xe bên kia. Dae Jun nghe xong lập tức lao về phía bọn Napalm. Một trận đánh quyết liệt giữa hai bên nổ ra. Ho Wang nhanh chóng nhân cơ hội đi về phía bãi đỗ xe. Cùng lúc đó Jong Jin vẫn đang siết cổ Seong Jun. Hắn cầu mong tên này mau ngất xỉu dùm mình cái. Không ngờ Seong Jun nhấc bổng Jong Jin lên dự định sẽ đập hắn xuống đất. Lúc này Jong Jin hét lớn lên nhìn kìa thằng ngu này. Khi hai người họ quay lại đã thấy Byun Suk Tae và tụi Nam Hai đứng đó từ khi nào. Thấy Jong Jin và Seong Jun đấm nhau nãy giờ đã thấm mệt, Byun Suk Tae ra lệnh cho đám đàn em của mình xông lên xử hai bọn nó. Mặc dù bị thương nhưng Jong Jin vẫn dư sức đấm bọn chúng tơi tả. Lúc này No 3 và No 4 của hội Napalm cùng lúc lao về phía Jong Jin. Đương nhiên Jong Jin sẽ không né được một lúc hai đòn tấn công. Rất nhanh hắn đã bị dính chưởng, Jong Jin tức giận nhào đến tung cú đấm. Không ngờ tên No 3 lại kéo một đứa khác trong hội để đỡ cho mình. Jong Jin sững sờ khi thấy tên này dùng kẻ yếu hơn làm tấm khiên. Sau đó hai bọn chúng lại tiếp tục đánh hội đồng Jong Jin. Lần này thì Jong Jin không chống đỡ nổi nữa, hắn đã bị đá bay. Mấy tên còn lại thấy vậy nhân cơ hội định chạy đến dẫm lên người Jong Jin. Nhưng Seong Jun bất ngờ xuất hiện giữa đường đã phá tan mộng đẹp của chúng. Bây giờ Seong Jun đang bị bọn Napalm bao vây xung quanh. Ở công trường bỏ hoang bên đây là mấy đứa học sinh nằm la liệt dưới đất. Hội Kusfit chỉ còn lại vỏn vẹn 4 người, nhưng bên Napalm vẫn còn tới khoảng 20 người. Chênh lệch lớn về số lượng thế này rất dễ bị thua. Lee Jin mỉa mai Kusfit nếu muốn đánh nhau thì nên kiếm đủ số lượng thành viên đi đã. Với lại kiếm đứa nào chất lượng chút chứ đừng như bọn này chẳng khác gì một bãi thịt thối cả. Dae Jun cảm thấy đã rất lâu rồi cậu ta không có cảm giác như vậy. Cảm giác bị vây quanh đến mức khó thở, trong quá khứ Dae Jun cũng từng bị mấy chục đứa vây quanh thế này. Cậu ta đã bất chấp đánh với bọn chúng để rồi phải nằm viện mấy tháng trời. Nhưng lần đó so với lần này thì chẳng là gì cả. Dae Jun thầm thở phào vì tên quái vật đó không có ở đây. Cậu ta quyết định sẽ xem xét xung quanh trước. Sau khi nhìn ngó xung quanh một hồi, Dae Jun đã thấy một đống ván ép được xếp sẵn ở phía xa kia. Thế là cậu ta lập tức đổi hướng chạy đến đó. Mấy tên Napalm thấy Dae Jun chạy nên cũng đuổi theo. Dae Jun lấy đà nhảy lên đống ván ép rồi chui xuống một khẽ hở giữa đống đó. Có thể nói cậu ta đã rơi vào ngõ cụt. Phía trước là đám người Napalm còn phía sau là bức tường. Lũ Napalm thấy thế nhanh chóng lao đến, Dae Jun thấy có đứa nhào đến là đấm. Vì khe hở này rất nhỏ nên tụi nó không thể vô hết cả đám được. Thế là cứ chen chúc nhau để từng thằng một được vào. Dae Jun đã rất thông minh khi lựa chọn một chỗ chật hẹp thế này. Nếu có thêm thể lực cậu ta thực sự có thể một chọi 100 ở đây. Seong Jun cũng đang bận rộn xử lý mấy tên vây quanh mình. Đột nhiên hắn bị No 2 bên Napalm giữ chặt tay lại. No 3 và No 4 nhân cơ hội đá cho Seong Jun mỗi bên một phát vào mặt. Cuối cùng No 2 vật ngã Seong Jun để kết thúc trận đánh này. No 2 nghĩ rằng bọn năm nhất luôn sử dụng tạng người của mình như một điểm mạnh. Nhưng sẽ thế nào nếu cơ thể nặng nề đó ngã thẳng xuống đất? No 2 muốn cho Seong Jun biết ngay lúc tiếp đất, hắn sẽ nhận ra cơ thể đó không còn là điểm mạnh nữa. Quả nhiên sau khi tiếp đất, cơ thể của Seong Jun va đập với nền đất tạo nên một tiếng động nặng nề. Sau đó hắn đã nằm im dưới đất không cử động nữa. Mấy đứa còn lại không ngờ Seong Jun lại gục ngã chỉ với một cú này. Thế là túng tụng lại cười nhạo hắn. Bên đây, cứ thằng nào lao đến là Dae Jun lại xử lý thằng đó. Bọn Napalm nhanh chóng nhận ra chúng sẽ không thể đánh bại được Dae Jun nếu chỉ xông lên từng đứa thế này. Lee Jin ra lệnh cho đàn em của mình nhảy lên đống ván ép phía trên. Nhất định phải lôi được Dae Jun ra ngoài thì mới đánh tiếp được. Sau khi nghe lệnh, mấy đứa kia nhanh chóng nhảy lên đống ván ép. Tiếp đó là cùng lúc nhảy xuống chỗ Dae Jun đang đứng. Lúc này Dae Jun đã bị bao vây từ phía. Cậu ta cần phải coi chừng cả phía trước lẫn phía sau của mình. Dae Jun đấm mấy tên phía trước xong lại quay ra sau đá mấy tên kia. Đột nhiên có một tên từ đâu nhào đến đá cho Dae Jun một phát khiến cậu ta không kịp phản ứng. Dae Jun bị đá văng ra xa, Bom Ho bên đây cũng đã dần kiệt sức. Hắn không ngờ bọn Napalm này lại lì hơn mình nghĩ. Tên tóc xanh và tên chọc bên Kusfit đã ngất xỉu. Trong khi đó bên Napalm vẫn còn rất nhiều đứa, nhưng Bom Ho quyết không chịu thua. Cho dù chỉ còn hắn và Kang Dae Jun thì nhất định cũng không bại trận.
Thế là Bom Ho lại lao vào đấm bọn nó tiếp. Cùng lúc đó Ho Wang đã chạy đến bãi đỗ xe. Bi-un Suk Tae nhìn thấy Ho Wang tới thì tỏ vẻ vô cùng thích thú. Không ngờ thằng nhóc này cũng tìm ra được chỗ này nhanh đấy. Nhưng đã quá muộn khi mà Seong Jun và Jong Jin đều đã ngất xỉu. Ho Wang thắc mắc không biết tại sao bọn này lại đánh bại được Seong Jun và Jong Jin chỉ với 10 người. Bi-un Suk Tae cười mỉa mai nói trước khi bọn chúng tới đây hai đứa này đã tự đánh nhau rồi. Không cần tới 10 người thì vẫn có thể dễ dàng xử lý bọn nó. Khi biết Ho Wang tới đây một mình, Bi-un Suk Tae lập tức ra lệnh cho đàn em bao vây hắn. Nô 3 và Nô 4 lại áp dụng chiêu cũ cùng lúc tấn công Ho Wang. Nhưng bọn nó không biết Ho Wang khác với Jong Jin. Hắn đã dùng tay để đỡ hai đòn tấn công đó. Nô 3 sững sờ khi thấy Ho Wang chẳng những chặn được tất cả đòn tấn công mà còn túm được cả chân của bọn chúng. Sau đó Ho Wang đã đấm cho Nô 4 một phát khiến hắn bay mất cái răng cửa. Nô 3 thấy vậy thì tức giận nhào đến. Nhưng cú đấm của hắn chưa kịp chạm đến gần Ho Wang đã bị ăn ngay một cú vào mặt. Tên Nô 3 phụt máu mũi bật ngửa ra sau. Ho Wang nhanh chóng bẻ ngược tay hắn ra đằng sau rồi khiến hắn quỳ xuống đất. Nô 3 hốt hoảng khi nhận ra mình không thể di chuyển được cánh tay. Trong lúc hắn vẫn đang tìm cách thoát ra thì Ho Wang đã thụi một cú vào cánh tay hắn. Nô 3 đau đớn hét lên, cánh tay hắn đau như bị đứt lìa ra vậy. Bi-un Suk Tae và Nô 2 kinh ngạc khi thấy Ho Wang đã bẻ gãy cánh tay của Nô 3. Lúc này Bi-un Suk Tae đứng đó và run rẩy trước tiếng hét vang dội của đàn em. Nhưng hắn run rẩy không phải vì sợ mà là vì quá phấn khích. Ho Wang và Bi-un Suk Tae lập tức nhào vào sáp lá cả với nhau. Lúc nắm đấm của Ho Wang sắp chạm vào mặt Bi-un Suk Tae thì Nô 2 đột ngột xuất hiện. Ho Wang bực mình đấm cho tên đó một phát để bớt phiền nhiễu đến mình. Bi-un Suk Tae nhân cơ hội trực tiếp tấn công phía sau. Không may là hắn bị Ho Wang phát hiện ra và né được. Ho Wang đã vòng ra sau và đá cho Bi-un Suk Tae văng xa mấy mét. Nô 2 chạy đến ôm chặt người Ho Wang. Hắn dự định sẽ vật ngã Ho Wang giống như mình đã làm với Seong Jun. Nhưng cho dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể nhấc nổi Ho Wang lên dù chỉ một chút. Lúc này Ho Wang dùng đầu mình đập mạnh vào đầu tên Nô 2 rồi đấm cho hắn một phát. Lúc này Bi-un Suk Tae cũng đã đứng dậy, hắn còn hồ hởi hơn cả khi nãy nữa cơ. Bởi vì Bi-un Suk Tae có một cảm giác mà rất lâu rồi mình mới có được. Sau đó Nô 2 và Bi-un Suk Tae cùng lúc lao nhanh về phía Ho Wang. Bi-un Suk Tae mỉm cười ẩn ý nói rằng để xem ai là người gục ngã đầu tiên. Khi Ho Wang đấm Nô 2, hắn nhận ra tên này cố tình để bị đánh. Quả nhiên sau đó Nô 2 đã nhanh chóng túm lấy hai cánh tay của Ho Wang. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ho Wang thụi một cú thật mạnh vào mặt. Bi-un Suk Tae thấy Ho Wang không chú ý nên lẻn ra phía sau định tấn công. Ai ngờ Ho Wang đã có đề phòng từ trước. Hắn dễ dàng né được đòn đá của Bi-un Suk Tae. Lúc này Nô 2 lao tới ôm chặt lấy chân của Ho Wang khiến hắn không thể di chuyển được. Khi Ho Wang vẫn đang loay hoay để xử lý tên này thì Bi-un Suk Tae đột ngột lấy đà bay lên và đá vào đầu hắn. Ho Wang mặc dù đã dùng tay đỡ nhưng vẫn bị đá văng ra xa. Tay phải của Ho Wang lúc này vô cùng đau đớn. Có lẽ Bi-un Suk Tae đã thực sự đá gãy nó rồi. Trong lúc Bi-un Suk Tae vẫn còn đang khoác lác khoe khoang về bản thân, Ho Wang đã nhào đến thụi hắn bằng tay kia. Mặc dù một tay bị thương nhưng sức mạnh của Ho Wang không hề yếu đi. Hắn chẳng những có thể ra một đòn mà mấy đòn liên tiếp cũng không nề hà gì. Bi-un Suk Tae cảm thấy tên này quá đáng sợ, cánh tay kia bị gãy mà hắn không thèm nao núng gì. Nô 2 dự định sẽ nhắm vào cánh tay bị gãy của Ho Wang mà tấn công. Ho Wang không ngờ Bi-un Suk Tae lại mạnh tới vậy. Nhưng nếu solo thì Bi-un Suk Tae sẽ không có cơ hội để hạ đòn hắn. Thế là Ho Wang quyết định sẽ xử lý tên Nô 2 phiền phức trước. Nghĩ là làm, Ho Wang liên tiếp tung ra những đòn tấn công về phía Nô 2. Cuối cùng là knock out hắn bằng một cú thụi cùi chỏ. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ Nô 2 đã nắm chặt lấy bàn tay phải của Ho Wang từ khi nào. Sau đó hắn dùng sức bấm mạnh vào nó khiến Ho Wang đau đớn hét lên. Bi-un Suk Tae biết đây là lúc để kết thúc trận đánh này nên vội vàng lao đến. Hắn đá một phát vào mặt Ho Wang, Ho Wang cũng không phải vừa, lập tức đứng lên đá trả lại Bi-un Suk Tae. Hai người cùng lúc té ngã xuống đất. Bên đây, Ha-bin nói cho Ji-i nghe về những chuyện xảy ra ở trường Demi-eon. Sau mâu thuẫn giữa Napalm với bọn Kusfit, không khí của trường ngày càng tệ hơn. Lúc trước giáo viên còn cố ngăn mấy đứa phạm tội nhưng bây giờ họ cũng bó tay. Ji-i không thể tha thứ cho bọn chúng nhởn nhơ ngoài xã hội như vậy được. Cậu ấy quyết định tự tay mình sẽ khiến chúng phải trả giá cho những việc mà chúng đã gây ra. Buổi tối So-ie đi xe bus về nhà, hôm nay sức khỏe của So-ie có vẻ không được tốt. Lúc ở trên xe gương mặt cô ấy đã toát rất nhiều mồ hôi. Khi So-ie bước xuống khỏi xe bus cũng có một người bước xuống theo. Người đó đã bám theo So-ie suốt đoạn đường về nhà. Lúc này So-ie ngày càng đổ nhiều mồ hôi hơn, cơ thể không kiềm được run rẩy. Đột nhiên cô ấy ngửi thấy một mùi hương rất kỳ lạ. Hơn nữa mùi này đã bám theo cô ấy được một lúc rồi.
Soye hoảng sợ nghĩ thầm phải mau chóng đi về nhà thôi. Thế là Soye bước đi nhanh hơn, nhưng cô ấy chợt nghe tiếng bước chân phía sau mình. Tiếng đó càng lúc càng nhanh hơn và nó đang tiến lại gần đây. Soye sợ hãi quay đầu bỏ chạy, không ngờ đó chỉ là một người đi đường bình thường. Khi Soye quay đầu nhìn lại đã thấy người đó đang ôm con gái đi vào nhà. Soye không kìm được rơi nước mắt, sau vụ đó cô ấy gần như bị ám ảnh. Nỗi sợ khiến Soye cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như ác quỷ. Thế nên cô ấy hiểu cảm giác của Ji. Mỗi khi nghĩ đến việc học chung trường hay đến chung nơi với những kẻ đó, Soye đều cảm thấy khiếp sợ. Không chỉ có thể, mỗi tối Soye luôn cảm giác như có người theo dõi mình. Mỗi lần đi vào trong một con hẻm, cô ấy sẽ bị khó thở khi nghĩ về vụ ẩu đả đó. Lúc nào đi bộ trong bóng tối để về nhà, Soye đều khóc. Khi cô ấy khóc, Yuji luôn mang theo đồ ăn đến thăm. Nhìn thấy Yuji, Soye đã thực sự vỡ òa. Mặc dù tinh thần của Soye luôn bị tra tấn, nhưng cô ấy cảm thấy may mắn vì luôn có các bạn đằng sau mình. Soye không muốn mất đi người bạn nào cả. Khi Ji tỉnh lại trong bệnh viện, cô ấy đã sốc đến mức không thể làm gì ngoài đứng nhìn. Ji biết Soye lo lắng cho mình, cậu ấy đã hứa sẽ không để cho các bạn phải chịu tổn thương nữa. Chẳng mấy chốc mùa xuân đã tới, Ji lại cắp sách đến trường. Một lần nữa cậu ấy đặt chân bước vào ngôi trường từng là địa ngục đối với mình. Lúc đang đợi đèn xanh để đi sang đường, Ji đã tình cờ nhìn thấy Dae-jun. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Ji xoay mặt bước đi trước. Ji cảm thấy nam sinh tóc trắng đó rất quen mắt, mặc dù hai người họ chỉ mới gặp nhau lần đầu. Ngày đầu tiên khi quay lại trường, Ji đã đến tìm gặp Kim Su. Lâu ngày không gặp nhưng cậu ta vẫn đáng ghét như xưa. Những học sinh khác nghe ồn ào nên lập tức tập trung ra xem, Dae-jun cũng không ngoại lệ. Kim Su đã dùng cú đấm thay cho lời chào hỏi của mình với Ji. Nhưng Ji ngày hôm nay đã khác xưa, cậu ấy chặn được cú đấm của Kim Su dễ dàng như ăn cháo. Hai đứa đàn em của Kim Su thấy vậy thì lao đến tấn công Ji. Không ngờ Ji cùng lúc cân được cả hai đứa nó luôn. Dae-jun và mấy đứa học sinh khác đứng xem mà sững sờ. Rất nhanh Ji đã xử lý xong cả bọn Kim Su. Ha-bin đứng nấp ở phía xa kia nhìn cảnh tượng trước mắt mà không thể tin được. Đây có phải là nam Ji mà cậu ta từng biết không? Lúc này Kim Su lồng cồm bò dậy rồi chụp lấy cây lau nhà nhào đến. Ji nhẹ nhàng nghiêng người qua né. Điều này khiến Dae-jun há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì né vũ khí còn khó hơn gấp trăm lần né một cú đấm. Sau đó Ji đã knock out Kim Su bằng một cú đấm. Trước khi rời đi, cậu ấy đã đến đe dọa Kim Su. Nếu như cậu ta dám đụng đến Soye, Yuji hay bất kỳ ai thân thiết với Ji, thì tự tay Ji sẽ giết chết cậu ta. Kim Su nghe xong sợ hãi đến tái xanh mặt mày. Sau khi Ji cùng Ha-bin rời đi, những học sinh khác bắt đầu bàn tán với nhau. Họ không biết nam sinh đeo kính này là ai mà lại đột ngột đến gây sự với Kim Su. Mặc dù vẻ ngoài cậu ta trông khá yếu ớt nhưng sức mạnh thì không đùa được đâu. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Lúc này một nam sinh vô cùng tức tối. Hắn tên là Gong Hyun-su, tự xưng mình là đại ca của trường Demi-yeon này. Hyun-su dự định sẽ đánh Ji một trận như tử và nắm chùm tụi nam nhất. Ji vào lớp cảm thấy mọi thứ đều thật lạ lẫm. Mà cũng đúng thôi, đã hơn một năm kể từ khi cậu ấy nghỉ học mà. Đột nhiên có người ném thứ gì đó vào đầu Ji. Thế là cậu ấy quay đầu ra ngoài cửa nhìn thử. Hóa ra là Gong Hyun-su và đàn em của nó. Hyun-su đã đi thẳng tới bàn của Ji và đề nghị cậu ấy làm một trận với mình. Khi tên đó giơ nắm đấm lao đến, Ji đã đạp mạnh cái bàn đi. Tình huống bị vây quanh bởi những tên tội phạm thế này Ji đã quá quen thuộc. Nên một khi nó xảy ra, cậu ấy đều dễ dàng xử lý được chúng. Đứa nào lao đến cũng bị Ji đấm bay. Ji thầm nghĩ bước đầu của kế hoạch trả thù đã thành công. Cậu ấy sẽ hạ gục mấy tên năm nhất này và tập hợp bọn chúng thành một hội chống lại nhóm Kusfit. Ji, người từng là tên yếu nhất trong trường Demi-yeon. Một năm sau vào ngày đầu tiên đi học lại, cậu ấy đã trở thành kẻ mạnh nhất trong đám năm nhất.